Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nước sạch với cuộc sống số tháng 2 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Ngoài phần tin, trong chuyên mục hôm nay có phóng sự Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đồng Anh đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thực hiện chương trình cấp nước sạch của tỉnh, đến hết năm 2019, toàn tỉnh sẽ có 90% hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ này mới đạt 58%. Đến hết tháng 12 năm 2019, toàn tỉnh có trên 179.000 hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 58%. Trong đó có 3 huyện, thị xã có tỷ lệ dưới 50% là Văn Giang, Phù Cừ và thị xã Mỹ Hào. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Văn Lâm vẫn còn 4 xã chưa lắp đặt đường ống cấp nước. Để đạt được mục tiêu đến hết năm 2020, 100% người dân trong tỉnh được dùng nước đạt quy chuẩn, các đơn vị cấp nước cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình cấp nước và lắp đặt đường ống đến các khu dân cư. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường phối hợp, vận động để nhân dân hưởng ứng, đấu nối và sử dụng nước sạch thường xuyên. Trước sự ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng của hệ thống các sông nội đồng, hiện nay 100% các nhà máy nước lấy nguồn nước thô là nước mặt trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xong việc chuyển nguồn sang lấy nước sông Hồng và sông Luộc nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân. Đến thời điểm này, 21 hệ thống cấp nước sử dụng nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc chuyển nguồn nước sang sử dụng trực tiếp hoặc mua lại từ các cơ sở lấy nước từ sông Hồng và sông Luộc. Đặc biệt, tại các trạm lấy nước thô đều có người trực kiểm tra máy móc và nguồn nước đầu vào. Trong đó, công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên có hệ thống bể và hồ sơ lắng, đảm bảo chất lượng nước thô trước khi qua xử lý. Nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn áp dụng công nghệ hiện đại, tự động kiểm tra chất lượng nguồn nước đầu vào. Việc đảm bảo chất lượng nguồn nước thô là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân. Đến thời điểm này, người dân các xã Phù Ủng, Bắc Sơn, Đào Sương, Bãi Sậy và Tân Phúc của huyện Ân Thi rất phấn khởi vì đã được sử dụng nước sạch. Do các đơn vị được phân vùng cấp nước chậm triển khai thi công đường ống nước sạch, nên đến cuối năm 2019, 5 xã cuối cùng của huyện Ân Thi mới cơ bản được lắp đặt xong đường ống đến các thôn xóm. Riêng xã Phù Ủng mới thi công được một số trục đường lớn. Tuy nhiên, với phương châm, đường ống dài đến đâu, người dân có nước sạch sử dụng đến đó, nên hiện nay đã có gần 1.500 hộ dân ở các xã này được đấu nối sử dụng nước sạch. Trong đó, xã Bãi Sậy đạt tỷ lệ xấp xỉ 60%. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đồng Anh là đơn vị sở hữu nhà máy nước sạch xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao của nhân dân, các xã trong phân vùng cấp nước, thời gian qua, công ty luôn coi trọng việc đảm bảo chất lượng nguồn nước và nâng công suất để cung cấp đủ nước phục vụ cho người dân. Nhà máy nước sạch xã Chỉ Đạo chính thức hoạt động từ tháng 10 năm 2013, có công suất 2.900 mét khối một ngày đêm, cấp nước cho hai xã Chỉ Đạo và Đại Đồng của huyện Văn Lâm. Nhờ tích cực tuyên truyền về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, nên đến nay, trên 62% hộ dân trên địa bàn hai xã đã đấu nối sử dụng nước sạch. Trong đó, tỷ lệ đấu nối sử dụng ở xã Chỉ Đạo đạt trên 95%. Quê tôi thì có cái nghề đồng trì, thế cho nên là cái ô nhiễm đồng trì thì bà con rất là no. Thế là sau khi đón được nhà máy nước này, chúng tôi hết sức phấn khởi. Dùng nước sạch, quần áo giặt thì nó trắng. Khi mình vắt ấy, thì nó thoáng, nó không bí như những cái nước ngày xưa. Thế giờ nước ăn nói chung là trong quá trình 8-9 năm này, gia đình tôi dùng là cũng nước rất bảo đảm, vệ sinh. Nhà máy được phục vụ bà con cũng rất là tốt. Xác định tầm quan trọng của một nhà máy nước sạch đóng trong khu vực có làng nghề tái chế phế liệu, nên công ty luôn chú trọng đến chất lượng nguồn nước, đồng thời nâng công suất nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các hộ dân trong vùng. Từ năm 2015, công ty đã kéo 3 km đường ống nước ra Hiệp hội Làng nghề thôn Đông Mai để cung cấp nước sạch cho khu vực này. Dân các vùng khác ấy, người ta chỉ nhu cầu khoảng tầm độ 60 đến 80 lít trên một ngày. Đối với cả nhân dân ở trên này, nhu cầu của họ sẽ là 120 lít trên một ngày, trên một đầu người. Từ cái đấy là theo như tính toán, thì là đơn vị nỗ lực xin nâng công suất lên 8.000 mét khối trên một ngày đêm. Trong khi một số đơn vị cấp nước ở huyện Văn Lâm còn chậm trễ, thiếu tích cực trong việc triển khai tuyên truyền, lắp đặt cấp nước sạch cho người dân, thì sự nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đồng Anh là điểm sáng,
góp phần giúp Văn Lâm sớm hoàn thành chương trình cấp nước sạch của huyện. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Nước sạch với cuộc sống tháng 2 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được đồng hành bởi Hiệp hội Nước sạch tỉnh Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.